Rồi, hôm nay mình làm clip hướng dẫn em là tẩy những vết vết ố, vết bẩn, vết bám mà khó ra của mấy lốc máy mà dính nhớt mà dơ dữ thật dữ dằn luôn, này đen thui lùi luôn các bạn. Các bạn có thể lấy con vịt hay là cái gì mà tẩy sumo thì tẩy không bao giờ ra các bạn, chất tẩy nào cũng không ra các bạn. Đó, bây giờ mình giới thiệu bạn cái này. Đây. Cái chai tẩy sơn. Nha, mua chai này thôi. Giá cỡ hai mấy ngàn chai à. Rồi. Các bạn thấy không? Tẩy nè. Thợ tẩy rồi các bạn. À đây quét luôn. Rồi đổ lên, đổ hơn miếng này. Đổ miếng này nè. Rồi, quất. Rất là lẹ nè các bạn. Đó, mình đang coi quá trình tẩy nó. Cái này bạn mua sumo là không có nhầm nhò hay là con vịt Thái, con vịt Việt gì đó, nó cũng không ra đâu các bạn. Đừng có mà mua đóng tiền, chỉ cần mua một chai tẩy sơn thôi, quất lẹ. Này giúp anh em nào mà khó khăn trong việc mà vệ sinh mấy cái lốc mà đen như vậy á. Nhưng mà đừng có để vô dính vô mấy cái lốc mà như vàng nhựa hay là mấy cái lốc mà sơn ngoài các bạn. Chỉ là tẩy lớp sơn ngoài luôn á, mình chỉ rửa mấy lốc nhôm trong thôi. Hay đầu lòng ố lâu năm á, các bạn hạn chế vô mấy cái sơn mình đang sơn các bạn. Đó. Ok bạn, nãy nó đen đen như than. Chờ thêm lần nữa là sao thôi. Ừ. Rồi bên đây rửa thêm mớ rồi. Thấy không bạn? Chứ cần xịt nước lên cái là xong. Rất là lẹ. Tránh bay vô mắt nha các bạn. Cực độc nha các bạn, giờ nó hôi nữa. Rồi. Rồi sẵn mình giới thiệu với các bạn với trang web bán hàng của mình các bạn. Đây cái địa chỉ trang web nè. vietnamracingshop.com các bạn. Đó. Đây số điện thoại mình nè, thấy không? Đó, tất cả sản phẩm nè các bạn vô đây phải không? Đây là trang chủ nè. Nhưng mà bạn muốn mua hàng Exeter không? Bấm vô Exeter. Đó, nó có 16 kết quả sản phẩm nè. Kéo xuống theo bạn không? Đó. Rất nhiều sản phẩm của mình bạn muốn mua thêm thì bạn mua các bạn. Rồi vô đây tham khảo. Chuyên về đồ máy các bạn. Đó. Đó, mình bấm vô trang chủ nè. Trang chủ chỉ là những cái sản phẩm tiêu biểu thôi. Còn nếu mà muốn hay chia xem chi tiết bấm vô Exeter nữa ha. Đó, Exeter kéo đúng không? Sản phẩm nhiều lắm bạn không? Còn đặt hàng sao thì bây giờ trước tiên bạn đặt hàng là bằng cách nhắn tin một cái tin nhắn á, tên, địa chỉ, số điện thoại, món hàng cần mua qua cái số điện thoại của mình nè, qua nhắn trực tiếp tin nhắn qua số điện thoại 0909 59 034 thì mình sẽ gói hàng ship Viettel cho bạn bưu điện rồi đó, cỡ 2-3 bữa nó tới, hàng có bạn nhận hàng đưa tiền sao cũng được các bạn, ship có toàn quốc các bạn. Rồi giới thiệu trang web của mình.